Xin chào anh em đã quay trở lại với Tám Bóng TV. Hãy cùng chúng mình đến ngay với màn đối đầu giữa AC Monza và Lazio trong khuôn khổ vòng 28 Serie A. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ chủ nhật ngày 2 tháng 4 trên sân vận động Brillantel của đội chủ nhà. Tân binh AC Monza đang xếp an toàn ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và hơn nhóm xuống hạng tới 15 điểm. Họ có được 9 trận thắng, 7 trận hòa và 11 trận thua sau 27 trận đã đấu. Phong độ gần đây của thầy trò huấn luyện viên Palladino là chấp nhận được đối với một đội bóng tầm trung với 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Tuy vậy, hàng thủ thi đấu như mơ ngủ của họ đã để thua tới 37 lần ở mùa giải này. Việc có được vị trí hiện tại là nhờ vào lối chơi tấn công cống hiến mà huấn luyện viên người Ý đem tới. Hàng công của đội bóng vùng Lombardia được lĩnh sướng bởi cái tên Carlos Augusto. Cầu thủ này đã ghi 5 bàn và 4 kiến tạo. Xếp ngay phía sau là Patrick Sciori với 4 lần lập công và 4 đường chuyền thành bàn. Lazio đang có chuỗi phong độ tuyệt vời trong khoảng thời gian gần đây với 4 chiến thắng và chỉ một lần bị Bologna cầm hòa trong 5 trận đấu gần nhất. Kết quả này đã giúp họ leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 52 điểm, nhưng cũng chỉ hơn đội xếp phía sau là Inter 1 điểm. Hàng công của đoàn quân huấn luyện viên Sarri vẫn liên tục nhả đạn với 42 lần. Hàng thủ cũng đang thi đấu ổn định khi mới chỉ để thua 19 bàn. Dẫn đầu danh sách ghi bàn của Lazio vẫn là Immobile và Zaccagni với 9 lần lập công. Ngoài ra, Sergej Milinkovic-Savic vẫn đang chứng minh mình là nhạc trưởng của đội bóng này với 8 lần châm ngòi cho các đồng đội của mình. Mức chấp mà nhà cái đưa ra là Lazio trừ 0.25. Với mức chấp này, chúng mình khuyên anh em hãy tự tin đặt tiền vào thầy trò huấn luyện viên Sarri với phong độ thăng hoa trong thời gian gần đây. Đối với kèo tài xỉu, nhà cái đưa ra tỷ lệ là 2.5. Khán giả hoàn toàn có thể mong chờ vào một cơn mưa bàn thắng khi cả hai đội đều sở hữu lối chơi tấn công phóng khoáng. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tám Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.